ta lấy sạch là cả đạo nó đạch để lại đọc buồn thường ngày nếu dừng dừng pra cái nông dịp về lâu đi nè nè dù mình này nâng nè bắn tay ở lâu dừng cái lệch mơ bịa chặt ta lấy sạch vinh bịa mày chóng rư có bà lấy cầm lại màu hả bà lấy khai màu nè bịa nâng cứ bà mên tên tao bà lấy khai tì nè bà lấy khai tì bắn tay ở lâu mấy cơ thật ơ bà thà chặt ta lấy sạ vĩnh hơi bà thà bà lấy bà phục bà lấy dân máu ta chặt ta lấy sạ nâng về mô bì ấy khá hơi bà thà mạch bà thà mạch à lâu đi con đẻ riêng bà lấy con này con thà chặt ta lấy sạ đi con đang thà xe sập bà rà mình chắc đi con chặt ta lấy sạ đau xe sập à mình chắc đi con ông đẻ riêng anh ấy dân sâu chạy bì ấy cả mùi phị bì tệ bây chạy tụ buôn bánh chạy pram chạy bà mùi sạ tạm bà lạ thạm bây nêu vẹo buôn chạy sạ đọc à lâu đọc cho một thầy để con chơi mớ mà phải ta mấy vì sao mà phải sạm sấp mớ tha chơi tha cái nào mớ mà mớ một cái này mấy bằng được cái đuôi mấy nát tăng sạm rồi than tạ và tăng quá nô sạm rồi bay nè nó hãy đặt xe sấp đây con xe sấp chặt ta lấy nick xe sấp đấy con chặt ta lấy sạm xe sấp bàn tay dừng xe chạy chặt ta lấy sạ sang dỗ sinh nhà hai cò à đây con à lâu bây giờ thay chặt ta lấy chân sạ cạ chặt ta lấy sạ cạ ban này tao mày à lâu chưa à lâu phải chặt ta lấy sạ sạ sập bây giờ con chặt ta lấy sạ đằng sạ sập rồi lấy cho bà cái này chân cứ thay sạ sập bàn tay là kí xế chặt ta lấy sạ chân về 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 mòn cho vay tiền tập bộ năng sạ cạ mua tiền đây con nè sạ cạ rồi sạ nữa giờ là sạ nữa anh ấy bây giờ pel na anh ấy bây giờ pel nè nè giờ bẹ lại nữa nè chẳng bẹ bồ bẹ nè bẹ pì nước bồ khné nè để con bẹ pì bồ khné nè cái lộp xạ môi nè chèn thấy nhá để con nó còn sao má miên lộp chẳng ta để con miên lộp còi lộp cả đa lộp mạch chơi lộp bại ô tra lộp bại miên tao cả bàn ăn cái bồ khné tao nè để con nó phừa dài cọt vậy cọt ta để con cho tao vô nhận nhôm tiền bao cái chung áo men té là đường chặt hạ lấy sạn đấy mày tao chắc lúc mày tôi chẳng chẳng bịa ở bệt về chấm nó chặt ta lấy sẵn nó xài dập vấn đề bột năng nị sạ cạn nị sạ cạn nị bây giờ bể chẳng về tao chia chặt ta lấy sạ khá lớn nị chặt ta lấy sạ năng chẳng bơ để con mơ tao kho ba đây kho năng mình kho đây chẳng vậy thay kho con này đây dừng dùng mình đây rồi ngày nên gần nè cả tạ mình nói đại đợt lấy mình bây giờ bể mán đập buồn ngày chẳng đọc bốn này nào đọc bốn ngày giờ bắn tay bịa chấm cho ta lấy sạch sẽ dập thứ ngày về miên rương về miên hạt vào việc để cẩn cái này kỳ prà nó bị chậm đoan thiệt nhá kỳ prà nó trầm trầu hơi hơi bịa nó cả trầm trầu hơi ở vậy đây cái nào một lười ngày đấy cứ đâm bay để thà chùm rẽ đâu mình tơ sòn sai vậy chứ nè bò con cha bò nhiệt nhôm hạt ấy có prà chân hơi mình thò mà đá tiệt bịa nên miên bịa khmer tiệt á bịa bờ lây tiệt chặt ta lấy sạch cho ba đứa tiệt hơi bờ lây mình bờ lây chấm giờ chấm tua tiệt bột nè tiệt cả hạt sma đứa tiệt á hơi sma mình sma thò mà đá tiệt sma cái hào đây con mình sao mà thòm mà đá sao mà sao mà lệ chứ đây con mình chẳng lệ chơi bột năng cái hào sáng xa mà đây con sáng xa mình pi lệ chứ nè miền bạc tệ sáng xa hay đang purana sáng xa mình chẳng năng lệ chứ chặt ta lấy sạ sập hay bột năng sạ cả bạn ấy thay dẹp pe lắm sạ cả đây con để con dây pe rừng nè sạ cả cái nào bây giờ nè sạ sập bán nè sạ cả nè để con được u thọ pe tham ấy bột thẹt sạ cả rải khởi nhé bột thẹt hơi sạ cả như ngay khởi nhé sạ cả hơi rải như ngay nè ban này tháp bột là sạ cả rải để dương xe cắt máu về chạy búa sò nè để con à rương đi cái này tại nhà prab kia là hốt chiều xe để con từ dây tam về hia dây tam na này này cái đó cứ mình men chạy mui thế nào để con chạy pi nè nè để con bây giờ chạy pi ba để con ăn chạy bạn chạy gì chẳng xe chẳng mổ xe chuột nên chẳng mổ cái cố nó cứ sạ cả rải sò này chạy chạy มันจังเลยก่อนเมียนประวัติเรื่องราวนะเด็กคนเปียกฟอร์เรนทินนี่คือมาไปเปียกอิตาลีทาฟอร์เรนทินเอวในจังนะเด็กคนจะดังจังบ้านนะบ้านไปยี่บ้านไปยี่บ้านเด็กคนบ้านจังไปยี่บ้านเดี๋ยวยังเราดังบุพบในเปียกการประปราเปียกนั่งมาเปียกในเปียกอิตาลีทาฟอร์เรนทินเอวนะฟอร์เรนทินเอวปัญหาไอ้ก็อิตาลีประเปียกฟอร์เรนทินเอวเด็กคนนู้สัตวัตติดับบุญนะสัตวัตติดับบุญนู้อรอบนู้อรอบเด็กคนยอลปฏิอรอบปฏิอรอบมีนมาภัยปฏิจีงนะมีนไอ้คละโดยเด็กคนบานวีซ่าเตอร์รอบไอ้โดยกันนัดเตอร์ไอ้บานดาวีซ่าบรังอรอบมวยนึงเด็กคนดาวถึงออกบาน
ลึกไล่จะไปอังเล่หมวยอังเล่ดึกอัดเอาโจ้ซะเบอร์ปฏิสวีปฏิไอเต้าธรรมดาอาจจะมีวิสาหรบหนึ่งเกณฑ์นักควอเรนทิโน่แปรท่าระยะเปลี่ยนแสบถึงไงนี่เด็กคนนะแสบถึงไงนี่คือว่าเต้านั้นนี่แต่ยังปราณนะระยะเปลี่ยนยะเปลสายสับไงขมายเยอะนะจัดอะไรสักสายสับไงไฮควอเรนทีนไอ้นี่บันทึกท่าสายสับไงอันนี้เปลี่ยนนั่นคือสายสับไงยังไงได้ได้นี่ต่อนะสายสับไงหนึ่งนี่ควอเรนทีโน่หนึ่งโนสัตว์ตัวที่ดับบุญเมียนกาการจุ่มเงือกหาท่าซันตโรดีกว่านะซันตโรนะสัตว์ตัวที่ดับบุญนะโนที่บารอบหนึ่งจังโนกรองมวยโนอิตาลีนั่งคือห้ามขอดเนี่ยเดินโนเลเนวีอ่ะดีกว่านะมันเอาทัวร์จราจรตัวนายเนี่ยโนเลเนวีนั่งยังกำกอดยังเนวิกเนี่ยไอ้ตั้งอ่ะเดินโนเลเนวีนั่งอ่ะเอาลางโก้กี้หายกีตุกเนี่ยตั้งอ่ะนั่งตายโดยไล่หรือยาเปสไซสับทั้งไงดีกว่าสถาบันได้ไหมเนี่ยหรือยาเปสไซสับทั้งไงกระนองเปล่าสัตว์วัตถุระบุนั่งนะเด็กเกิดจุ่มเงาสันตุรุกเดรียตบาดไอ้นั่งไงเกิดเอาลางโก้กี้โนปฏิอิตาลีนั่งตกเนี่ยตั้งอ่อนนู้นเนี่ยเนี่ยเวิร์กกับดอยกำมะกอไอ้ไอ้ดอยเลยเนี่ยเวียนนึกอัดอ้อยลางมะกอก็ได้หรือก่อนเนี่ยนาได้ฉลองไอ้ไอ้นึกไอ้โน้ตได้เดลัยมองได้เดลัยระยะเป็นแสนสับไงให้เกิดปราบเปียท่าควอเรนทิโน่ควอเรนทิโน่นั่นไงได้ก่อนนะแสนสับไงจับไปเป็นนังเมาเนี่ยได้ก่อนสาวไปตัวนะจับไปเป็นนังเมารอลหาทางเปียไปแจกกันเต้นนะได้ก่อนได้ปราโนขนมเวชศาสขนมได้ก่อนโยเปียเวชศาสเลยน่ะนกนองกระบวนเป็ดนองไอ้ไอ้นั่งอ้อยใต้โดยท่าจุ่มเงือกซันเดโรหรือก็ไอ้ไอ้นั่งได้เก็บตกได้เดลัยเจอได้ก่อนตกได้เดลัยไอ้นกเนี่ยไอ้นั่งกีปราเปียควอเรนทินควอเรนทินนั่งไงยังมันเมนเทนต์เปียควอเรนทินมันเมนบานในท่ามันไงปีไงได้บานในท่าแสบทั้งไงเปียเป็นเวียแสบทั้งไงปั้นแต่เนี่ยจุ่มเงือกชื่อคลาเมนเทนต์ตกเปียแสบทั้งไงนะมันจังได้ก่อนนะปั้นนี่เจ็บปบพบเลยเปียหนังไงได้ก่อนสับตัวนั่นเป็นไงជាប្រភពនៃពាក្យនឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាតាំងពីសតវត្សទី14នៅប្រទេសអ៊ីតាលីនោះឬថានៅក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានជំងឺអាសន្នរោគនោះនៅកូនស្រាប់តាន់ទេប៉ុណ្ណឹងរកបានទេ quarantine ហើយជា international ដែលគេប្រើនេះ quarantine ហ្នឹងឯង quarantine international ប៉ុន្តែពាក្យប្រភពរបស់វាគឺ quarantino អ៊ីតាលីដែលបានន័យថា40ថ្ងៃប៉ុន្តែជារួមរាល់ថ្ងៃក៏គេຕົកអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដ -19 ឬ covid 19ហ្នឹងរយៈពេល40ថ្ងៃដែរអត់ទេមិនចឹងទេកូនណាជាទូទៅជាសកលលោករាល់ថ្ងៃនេះគឺ14ថ្ងៃມັນចឹងទេគុណ at least អង់គ្លេសថា at least យ៉ាងហោចណាស់14ថ្ងៃ at least ទេគុណយល់ពាក្យអង់គ្លេស at least at least យ៉ាងហោចណាស់ at most យ៉ាងយូរបំផុតបាទ at least បានយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងហោចណាស់បានយ៉ាងកំសោយណាស់ណាយ៉ាងតិចបំផុតយ៉ាងតិចបំផុត14ថ្ងៃណាយ៉ាងតិចបំផុត14ថ្ងៃបាទ at most បានន័យថាយ៉ាងខ្ពស់បំផុតណាចឹងបានន័យថារយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងក៏ quarantine ដែរមិនមែនតលតែ40ថ្ងៃទេតែជាន័យរួមគឺបានន័យថាដាក់ដាច់ដោយឡែកនេះគាត់តនេះដាក់ដាច់ដោយឡែកដាក់ដាច់នៅពីគេឯងកុំឲ្យវាឆ្លងទៅគេទៀតហ្នឹងពាក្យ quarantine ហ្នឹងហើយរយៈពេល40ថ្ងៃពីមុន40ថ្ងៃពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះទោះជាប្រហែលថ្ងៃក៏ដាក់ដាច់ដោយឡែកទេគាត់ដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគេពីឯងហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយទោះជាមួយថ្ងៃក៏ដោយ2ថ្ងៃក៏ដោយ3ថ្ងៃក៏ដោយ4ថ្ងៃក៏ដោយឥឡូវថាកូវីដ14ថ្ងៃក៏ដោយក៏នៅពាក្យថា quarantine ឬពាក្យខ្មែរថា40ដែររយៈពេល40ដែរដូចគាត់ស្ដាប់តើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដោយសារពាក្យ quarantino នេះ quarantino ពីដើម40ថ្ងៃនឹងឯងបានខ្មែរយើងនោះយល់ទេគាត់បានជាខ្មែរយើងនោះយកពាក្យថារយៈពេល40ថ្ងៃមិនដឹងថាដាក់ពាក្យម៉េចឲ្យវាសមរម្យក៏ដាក់ពាក្យនឹងឯងចាត់តាល័យស័កនឹងឯងដែលកូនចាត់តលៃស័កនឹងរយៈពេល40ថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងច្បាស់ហើយណាដែលកូនភ្លឺណាពាក្យហ្នឹងគេហៅពាក្យបច្ចេកទេសហ៎ដែលកូនពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិជ្ជសាស្ត្រហ៎អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែ14ថ្ងៃអូ40ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងឯងចង់និយាយថាឬក៏មិនមែនតែ14ថ្ងៃទៅទៀតឲ្យតែដាក់ដាច់ណូតដាក់ដាច់ដោយឡែកដាក់ដាច់ដោយឡែកដាក់ដាច់ដោយឡែកហ្នឹងគឺវាត្រូវចាត់តលៃស័កស័កហើយប៉ុន្តែអត់ទេវាត្រូវនេះនៅតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាត់តលៃស័កហ្នឹងឯងគឺណារយៈពេល40ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសាររឿងពីមុនមកតាំងពីសតវត្សទី14ណាដែលគាត់ណាស្ដាប់បានណាគាត់ណាសតវត្សទី14ណាដែលគេຕົកមុនដំបូងគេຕົក40ថ្ងៃអញ្ចឹងបានគេហៅថា quarantine ណាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលក្ខណៈជំងឺអញ្ចឹងអីដូចគ្នាហ្នឹងដែលគេដាក់ដាច់លើឡែកហ្នឹងរយៈពេលប៉ុណ្ណាក៏ដោយមួយថ្ងៃក៏ដោយពីរថ្ងៃក៏ដោយក៏គេហៅថាចាត់តឡៃស័កដែរមិនអញ្ចឹងដែរគាត់ណា quarantine ដែរប៉ុណ្ណឹងឯងអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេអស់រឿងហើយ